Rồi, chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái tiết số 1 của tuần 5 vở luyện toán lớp 5 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình toán lớp 5 sách giáo khoa thầy đã quay xong đầy đủ nhé. Vở bài tập tập 1, tập 2 đã xong. Phiếu bài tập cuối tuần chúng ta cũng đã có. Các đề kiểm tra giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2, cuối học kỳ 2 và những cái đề tuyển sinh vào lớp 6, trường chuyên, lớp chọn hoặc là những cái đề khảo sát vào lớp 6 thì đều có hết rồi. Các em có thể tìm ở trên kênh để chúng ta thực hiện, được chưa? Rồi, và bây giờ thì mời các em chúng ta vào cái tiết hôm nay. Đấy, bài của chúng ta đây nè. Đấy, trước hết thì chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 nè, yêu cầu nè. Viết cái số phân số thích hợp vào chỗ chấm. Được chưa? Chúng ta có này. Câu A này. 12 km thì bằng bao nhiêu mét? Đấy, vậy thì các em muốn làm được cái này thì các em cần phải nhớ về cái bảng đơn vị của chúng ta này. Km này. Sau đó sẽ đến gì các em? Hectomet. Hectomet đến đề gì? Đề ca mét. Đề ca mét đến gì? Đến mét này. Mét sẽ đến đề xi mét. Đề xi mét đến cm. Và cuối cùng là mm. Đúng không? Đấy, vậy thì các em cần phải nhớ được đối với những cái đơn vị mà không có số mũ ở đây này. Đó, tức là đơn vị thường này, thì cứ đơn vị đứng đằng trước sẽ hơn đơn vị đứng đằng sau là 10 lần. Được chưa? Đấy, nhớ cái điều này cho thầy. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây 12 km thì bằng bao nhiêu mét? Vậy thì các em cần phải biết được này. 1 km này thì bằng bao nhiêu mét này? Thì các em sẽ làm 10 này. Đến đây sẽ là gì? 10 nữa này. Đến đây sẽ là gì? 10 này. Vậy thì 1 km này sẽ là 10 nhân 10 nhân 10, đúng không? Sẽ là một gì? 1 km sẽ là 1.000 mét, đúng không? Đấy, vậy thì 12 km tức là 12 nhân với một gì? 1.000. Vậy thì 12 nhân 1.000 thì sẽ bằng 10 12. Vậy đây sẽ là 12.000 mét. Được chưa nào? Đấy, xong nhá. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có này. 730 cm thì bằng bao nhiêu đề xi? Là cm với lại đề xi này. Đó, vậy thì các em biết nè. 1 cm đây nè thì sẽ bằng một bao nhiêu? 1/10 của đề xi. Đúng không? Vậy thì chúng ta có 730 cm, tức là chúng ta sẽ lấy 730 này nè, các em chia cho mấy? Chia cho 10. Thế thì 730 chia cho 10 thì sẽ là bao nhiêu? 73. Được chưa? Đấy. Được chưa nào? Hiểu chưa? Rồi, vậy thì đây sẽ là 73 đề xi. Tiếp theo là 214 mét thì bằng bao nhiêu đề xi mét? Tức là mét này, đề xi này. Các em biết là 1 mét thì bằng 10 đề xi. Vậy thì 214, chúng ta sẽ lấy 214 nhân với 10 thì sẽ là thêm một chữ số 0, đúng không? Sẽ là 2140. Được chưa? Đó, rất là đơn giản, đúng không? Xong nhá. 3500 mét thì bằng bao nhiêu đề ca mét? Đây, vậy thì các em biết được 1 mét thì lại bằng 1 trên 1 mét nè, thì lại bằng 1 trên gì? Trên 10 của đề ca mét. Bây giờ chúng ta có 3500, tức là 3500 này nè, chúng ta chia cho 10 hay là trên 10 này thì cũng vậy nhá. Đấy, vậy chúng ta sẽ bỏ đi mấy? Một chữ số 0 thôi thì sẽ là 300 gì? 350. Được chưa? Đó, thầy làm rất là chậm rãi và từ từ. 27 đề xi thì bằng bao nhiêu mili? Các em biết là 1 đề xi thì sẽ bằng bao nhiêu? 1. 10 nhân 10 là 100. Vậy thì 27 nhân với 100 thì sẽ là 2700. Được chưa? 46.000 mét thì bằng bao nhiêu kilo? Các
Kem biết được 1 mét thì bằng 1 trên 1.000 kilo đúng không? Vậy thì 46 chia cho 1.000 thì sẽ là bao nhiêu? 46.000 chia cho 1.000 thì sẽ là 46. Xong. Rồi đến câu B nè. 1 mili thì bằng bao nhiêu mét? Đây, Kem biết nè. 1 mét thì bằng bao nhiêu? 1.000 mili. Vậy thì 1 mili thì bằng 1 trên gì? 1 trên 1 gì? 1.000 của mét thôi. Được chưa nào? Đó. 1 trên 1. 1.000 mét nhé. 1 cm thì bằng bao nhiêu deci? 1 cm thì cm đứng sau deci nó sẽ bằng 1 phần gì? 1 phần 10 của deci. Được chưa? 1 decagram. À, 1 decamét thì bằng bao nhiêu kilo? Đây, deca đến kilo. Các em biết là 1 kilo thì bằng 100 decamét. Vậy thì 1 decamét thì sẽ là 1 phần 1 gì? 100. Được chưa? Xong nhá. Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 1. Bây giờ sẽ đến bài số 2 này. Cũng giống như bài số 1 thì bài số 2 các em lại cần phải nhớ được cái bảng đơn vị của khối gì? Khối lượng này. Chúng ta sẽ có tấn này. Sau đó đến gì? Đến tạ. Tạ thì sẽ đến gì? Đến yến này. Đúng không? Yến sau đó đến gì? Đến kg. Kg đến hecto. Hectogram. Hectogram đến decagram. Decagram sau đó đến gì? Đến gam. Vậy thì cũng giống như ở trên thì cứ một đơn vị đứng trước sẽ lớn hơn cái đơn vị đứng sau là mấy? 10 lần. Đúng không? Và đơn vị đứng sau thì sẽ bằng 1 phần 10 của đứng trước. Rồi, chúng ta sẽ rất dễ dàng này. 15 tạ thì bằng bao nhiêu kg? Các em biết được 1 tạ thì là 100. Đúng không? Vậy thì 15 tạ thì chúng ta nhân với 1, 100, 15 nhân 100 sẽ là 1 gì? 1.500. Được chưa? 7.500 kg bằng bao nhiêu tạ? 1 tạ thì bằng 1 gì? 100 kg, giờ có 7.500, ta lấy 7.500 chia cho mấy? Chia cho 100 thì bỏ đi hai số 0 thôi, sẽ là 70 mấy? 75 tạ. Được chưa? Rồi, 24 tấn thì bằng bao nhiêu kg? Đó, các em thấy nè, tấn đến tận kg này thì các em phải biết được 1 tấn thì bằng bao nhiêu? Chỗ này là 10 nè, nhân 10 nhân với 10, vậy thì 1 tấn là 1.000 kg. 24 tấn thì sẽ lấy 24 nhân với 1.000 thì sẽ là 24.000. Được chưa? 4.800 kg thì bằng bao nhiêu yến? Các em biết được 1 yến là 10. Bây giờ có 4.800 chúng ta chia cho 10 thôi. Chia cho 10 thì chỉ bỏ đi mấy? Một chữ số gì? Không. Vậy nó sẽ là 480 gì? Yến. Được chưa? Rồi. 7 kg bằng bao nhiêu gam? 1 kg sẽ là 10. 10, 10. Vậy thì 1 kg là 1.000 gam. 7 kg. 7 nhân 1.000 là 7.000 gam. Được chưa? Rồi. 312.000 kg thì bằng bao nhiêu tấn? Nè, tấn nè. 1 tấn thì bằng 1.000 kg. 312.000 thì lấy 312 chia cho 1.000 thì sẽ bớt đi 3 chữ số gì? Không. Vậy thì nó sẽ là 312 tấn. Được chưa? Rồi, ta đến câu B nhá. 1 kg bằng bao nhiêu tạ? Đây, tạ này, kg. Các em biết được 1 tạ là 100 kg. Vậy thì bây giờ có 1 kg thì nó sẽ là 1 phần gì? 100 tạ. 1 gram thì bằng bao nhiêu kg? 1 kg là 1.000 gram. Vậy thì 1 gram sẽ là 1 trên mấy? 1.000 kg. 1 tạ bằng bao nhiêu tấn các em? Quá dễ rồi đúng không? 1 tạ thì bằng 1 phần 10 của gì? Của tấn.
Được chưa? Rồi nhá. Xong nhá. Rồi chúng ta đến bài số 3. Thì yêu cầu mình là viết số hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm. Đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy nè. 12m 20cm thì bằng bao nhiêu mét? Vậy thì chúng ta thấy nè. Đây là chúng ta phải đổi ra gì? Ra mét. Vậy thì có 12m rồi. 20cm các em đổi ra mét. Các em biết được 1 nè. Đây thực chất nó sẽ là 12m nè. 20cm nè thì sẽ bằng 12m cộng với 20cm tức là 20 trên bao nhiêu? Các em biết được 1m nè. Mét đến cm này. 1 mét thì bằng 100. Vậy thì giờ có 20 thì sẽ là 20 trên 1 gì? 100 mét. Đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta ở đây bắt buộc ta phải đưa về dạng hỗn gì? Hỗn số này sẽ là 12 20 trên 1 100 mét. Được chưa? Đó. Hoặc em nào có thể rút gọn đây sẽ là 1/5 của mét cũng được. Tuy nhiên thì cái đề bài này không cần yêu cầu. Chúng ta chỉ cần viết thành dạng gì? Hỗn số thôi nhá. 12 20 trên 1 100 mét. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, 3 km 75 mét. Thì các em chỉ cần đổi ở đây. 1 km thì là 1 gì? 1.000 mét. Vậy thì 3 km sẽ là 3.000. 3.000 cộng với 75 thì sẽ là 3075. Được chưa? Rất dễ dàng đúng không? Rồi. 245cm thì bằng bao nhiêu mét? Bao nhiêu cm? Đó, các em biết được 1 mét là bằng 100cm. Vậy giờ 245 này, thì các em lấy 245 thì tách ra nó sẽ bằng này, 245cm này. Đó, thực chất thì nó sẽ bằng là 200cm cộng với 45cm nè, đúng không? Vậy thì 200cm đây này thì nó sẽ tương ứng với 2 gì? 2m cộng với 45cm. Đó, vậy thì các em sẽ điền vào đây là gì các em? 2m 45cm. Được chưa? Quá dễ dàng đúng không? Hiểu chưa nào? Rồi nhá. Đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện câu B. 3 tạ 5kg thì bằng bao nhiêu kg? Các em biết được 1 tạ này. 1 tạ thì nó sẽ bằng 100kg. Vậy giờ 3 tạ là 300. 300 cộng với 5 thì sẽ là 305kg. Đúng không? 5kg, 50g thì bằng bao nhiêu gam? Các em biết 1kg thì là 1 gì? 1.000g, đúng không? Vậy thì 5kg là 5.000 nè. 5.000 giờ cộng với 5, 50. Vậy thì nó sẽ là 5.050g. Được chưa? 5050. Được chưa nào? Rồi. 2.050g thì sẽ bằng bao nhiêu kg với lại gam? Thì các em cũng tách ra giống như ở câu trên này nè. 2050g này. 2050g này. Thì các em sẽ tách ra nó sẽ là bằng 2000 nè gam cộng với mấy? 50 gì? 50g đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, vậy thì 2000g này này đổi ra kg thì đây nó sẽ chính là 2kg cộng với 50 gì? 50g. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ điền đây là 2kg và 5 gì? 50g. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài số 4 nhé. Đúng thì chúng ta ghi chữ đờ và sai thì chúng ta ghi chữ gì? Chữ S. Câu A này. 4m 50cm thì có bằng 450cm không? 4m này, 50cm. Vậy thì giờ chúng ta chỉ cần đổi mét ra xăng gì? Ra xăng ti. Em nhìn cái bảng đây. 1 mét thì bằng 1 100 của cm. Vậy giờ 4 mét này
thì sẽ là 4 gì? 400cm cộng với 5, 50cm. Vậy thì 400 mà cộng với 50 thì sẽ là 450cm. Đúng không? Vậy thì câu này sẽ là câu gì? Câu gì? Câu đúng nhá. Rồi, ta làm luôn câu C đi cho theo thứ tự nhá. 12kg 65g. Vậy thì các em biết nè, 1kg thì sẽ là bao nhiêu? 1000g. Vậy thì 12kg thì đây sẽ là 12 gì? 12.000g cộng 60 mấy? 65g thì nó sẽ là 12.060 65g. Đấy. Vậy thì đây người ta chỉ có mấy? 1.265 thôi. Vậy thì câu này là đúng hay câu này sai? Câu này sẽ là gì? Sai. Kết quả phải là 12.065 mới đúng nhá. Rồi câu B. 3km 50m nhỏ hơn. Đúng hay sai? Vậy các em biết nè, chúng ta phải đổi ra mét đúng không? 1km là 1.000m. Vậy thì 3km sẽ là 3.000 gì? 3.000m. 3.000m giờ cộng với 50 gì? 50m thì sẽ là 3.050 gì? 50m. 3.050 có nhỏ hơn 3.500 đúng không? Đúng. Vậy thì đây sẽ là câu đúng. Được chưa? Rồi, ta đến câu D. 5 tấn 80kg nhỏ hơn 57 tạ. Đúng hay sai? Chúng ta phải đổi ra tạ này. Các em biết được 1 tấn thì bằng 10 tạ. Vậy thì 5 tấn ở đây sẽ là 5 x 10 sẽ là 50. 50 tạ. Đúng không? 50 tạ ở đây có bao nhiêu? 80kg thôi. 80kg này này. 1. Chỉ cần ở đây là chúng ta đã thấy là chỉ có 5 tạ 80kg thì chắc chắn là gì? Nó sẽ không thể bằng 57 được. Đúng không? Cho cái này là 100kg đi nữa. Do vậy đây sẽ là câu gì? Câu đúng hay sai? Câu đã câu tạ này, câu đúng hay sai các em? Đúng hay sai nè? Nhỏ hơn 57 tạ đúng không? 5 tấn, 1 tấn là 1. 1 tấn là 10 gì? 10 tạ. Hoặc các em đổ hết nó ra tạ đi, à, ra kilogram đi nhá, cho dễ nhá. Mà thầy sẽ đổ hết ra này, không có để so như này nhiều em không nắm được. Các em thấy nè, 1 tấn là bao nhiêu? Đây là 5 tấn nha các em. 1 tấn là 1.000kg. Đúng không? 5 tấn này là sẽ là 5 gì? 5.000kg. Đúng chưa? 5.000kg này cộng với 80kg sẽ là 5.080kg. Được chưa? Rồi bên này chỉ có 57 tạ. 1 tạ. 1 tạ thì bằng bao nhiêu? Đây. 1 tạ là 100kg. Vậy thì giờ 57 tạ thì sẽ là 57 x 100 sẽ là 5.700kg. Vậy thì giờ 5.080 so với 5.700 thì các em thấy nè, hàng nghìn bằng nhau nhưng đến hàng gì? Hàng trăm này, đây số 7, đây số 0. Vậy thì 7 sẽ lớn hơn 0. Vậy thì đây là câu gì? Câu đúng nhá. Được chưa? Rồi, đấy, giờ chúng ta sẽ đến bài số 5. Họ cho mình là một cái đội công nhân trong 3 ngày thì sửa được là 2km đường. Rồi, 3 ngày thì như vậy. Ngày thứ nhất này, tức là thầy sẽ ghi đây là ngày 1 này, là bao nhiêu? 620m. Ngày 2 sửa được số mét đường gấp đôi ngày thứ nhất. À, tức là ngày thứ 2 này sẽ là 620 nhân 2. Đúng không? Hỏi ngày thứ 3 sửa được bao nhiêu? À, vậy giờ người ta hỏi là ngày gì? Ngày 3 này là bao nhiêu mét? Biết rằng tổng 3 ngày là mấy? 2km. Vậy thì giờ người ta hỏi mét thì 2km ta phải biết nó sẽ bằng 2 gì? 2.000m. Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính được ngày thứ gì? 2
sau đó sẽ tính được gì? Ngày 3 thôi, quá đơn giản đúng không? Đúng chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ sang trang số 26 để chúng ta viết cái lời giải vào. Trước hết chúng ta sẽ tính là số mét đường mà cái đội này nó sửa trong ngày thứ mấy. Ngày thứ 2 này nè, nó gấp đôi nè, đúng không? Số mét đường đó, đội công nhân, số mét đường đội công nhân sửa trong ngày gì em, thứ hai là đấy, ngày thứ hai nó làm sao gấp đôi ngày thứ nhất, nên chúng ta sẽ lấy ngày thứ nhất là 620 nhân với gì, nhân với 2, kem nhân lên, 2 nhân 0 bằng 0, 2 nhân 2 là 4 và 6 nhân 2 là 10 12. Như vậy thì ngày thứ hai sửa được là 1240 gì mét. À, bây giờ chúng ta sẽ tính nè, tính cái ngày gì đây. Rồi ở đây thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải đổi 2 km là 2000 mét đó nhá. Hai cái bước này chúng ta viết ở trên, đúng ra nó là hàng này nha. 2 km thì sẽ bằng là 2000 mét. Không có nhiều em, tí nữa bảo thầy lấy số 2000 ở đâu ra. Được chưa? Rồi giờ chúng ta sẽ tính là số mét đường của hai cái ngày đây nè, ngày thứ nhất với ngày thứ hai nha. Vậy thì số mét đường đó, đội công nhân, đội công nhân sửa trong ngày thứ nhất và hai là, được chưa, trong ngày thứ nhất và thứ hai sẽ là bao nhiêu. Ngày thứ nhất 620 cộng với ngày thứ hai 1240 đó, các em cộng vào, 0 cộng 0 là 0, 2 cộng 4 là 6, 2 cộng 6 là 8, 1 hạ 1. Vậy thì 2 ngày sẽ sửa được là 1860 mét. Rồi vậy thì tổng số là 2000 mét. Vậy thì giờ nó sẽ ra ngày thứ gì? Ngày thứ 3 thôi đúng không? Quá dễ rồi. Vậy thì số mét đường, số mét đường đội công nhân, đội công nhân sửa trong gì? Trong cái ngày thứ 3, đúng không? Đấy, trong ngày thứ 3 sẽ là, đấy, tổng số các em biết là 2 km, tức là gì, bằng 2000 gì? 2000 mét. Đấy, tức là ta sẽ lấy tổng số cả 3 ngày là 2000 mét này, trừ số mét mà đã sửa trong 2 ngày đầu, 1860. Đấy, vậy thì nó sẽ ra ngày thứ 3 thôi. Hãy trừ đi xem bao nhiêu. 0 trừ 0 bằng 0. 10 trừ đi 6 là 4, viết 4 nhân 1. 10 trừ đi 8 còn 2 trả 1. Đúng không? Còn 1. Vậy thì 2 trừ 1 trả 1 hết, vậy thì sẽ là 140 gì? 40 mét. Đấy, và đây chính là kết quả của bài toán. Rồi, chúng ta ghi đáp gì? Đáp số như vậy thì ngày thứ 3 sẽ là 140 gì? Mét được. Đó, vì sao nó dư một cái dòng này? Dòng này là cái dòng mà các em sẽ đổi 2 km bằng 2000 mét này này. Được chưa? Rồi, và đến đây thì thầy và các em nói lời chia tay nhé, và hẹn gặp lại các em trong tiết số 2. Bye bye.